Kai'Sa đi lên thua nào hả? Thua Saya, thua Afea, thua Kalista, thua Raven, thua Fargus, thua Caitlyn, Win. Chitana thì cũng kỹ năng, sắp hết tướng chưa? Win được nè, Win được Edgewill nè. Đi CV thì cũng kỹ năng nhưng mà cũng không ngon. Đi Edgewill là ngon nè, Edgewill với Ven thì ngon. Đi Yagi thì cũng được xíu. Đi Yihin cũng được. Để đi xin cái này mày. Xíu nữa trễ rồi. Trời, cái gì mà Master Yi này nó vậy, găng gì đây? Trời, anh đừng đúp mấy ghê chứ. Ngon, thế này ngon. Thế chú chiên rồi. Trời. Ma loại. Top cách chống cắm mắt trên stream. Khi biến về chúng ta không để chỗ chỗ biến về. Cây nha. Chống rồi, fan nó trưởng đại, nó đâu biết mình chống đâu, trưởng đại. không bị khi biến về không nhìn màn hình, tại nó đá stream mà kiểu mình biến về đây đúng không? Cái mình giả bộ biến về, cái mình để màn hình trên đây nè, tại mình che map rồi. Nó chỉ thấy màn hình này thôi. Hay da, khó chịu nha. Trưởng đơn, siêu đội bắn mấy cái lồng vô mồm ấy, mệt á. Trưởng đơn đi. Mà thôi, vô bụi đi. Hò ôi, non quá. Súp non quá. Tôi mà lộn bòn, Kalista này gãy à. Phải canh cái dịp mà nó chuẩn bị linh quy kiếp ấy. Tóc quý bên thuật ra. Để nó quy xong, tóc quý bên thuật ra sau kịp. Những con biết này sao anh em ơi, đúng không? Chứ gì nữa biết nó nè, từ từ đó, biết nó bay xuống nghe không, nó chạy qua kia kìa. Cút đây luôn cái lát đó anh trai, không được rồi. Nè quay lại chuẩn quy nè, xong chết nè. Trời ơi, còn gờ nó chịu rồi. Trời ơi, Master Yi ơi. Trời ơi, nó nhỏ. Combo vô đầu nó. Quýnh thường, đúp quýnh thường quy. 10 điểm. Nó còn lát nha, thí chủ. Chém cái lê quy, chém cái nơi lê quy. Xong rồi cái đúp lên, rồi chết. Hay, 10 điểm. Rồi xong tự nhiên cái quy cái phá ghiếp luôn. Xíp à. Nó là chuẩn ác quá vậy. Trời. Phải xà chiêu. Má xà gắt này xà chiêu. Đỉnh với mày. 100 này mình không có tôi 100 xà chiêu hay không. Này luôn. Gán lấy cái lá tôi cho được nữa. Ghét ghê vậy á. Trời ơi.
Y ba thông cái gì đây nữa. Ui trời. Thằng Ken có G nhưng mà nó G không tới. Cái G dạng đỏ nó ngắn ngủn à. G dạng xanh. G dạng xanh nó mới ngắn. Không phải nó sống được. Phải đó tôi cung phong linh ra rồi. Tôi giật E với cung phong linh mà. Nó bị chói lại đâu G được. Ủa. Cái G dạng đỏ hay G dạng xanh sao. Cái G dạng xanh sao hơn. G dạng đỏ ngắn mà. Ngắn ngủn mà. G dạng đỏ chắc bằng hai cái quy. Trời ơi tôi có quýnh hồi Ken nó gánh hết. Quá giật. Ngon 3-2-1. Sao biết nó làm gì hết mà mình vẫn chết cho ta. À phải là biết nó làm gì hết luôn á. Mình làm cũng hay rồi nhưng mà nó chưa hay. Phải hay hơn nữa mới được. À trên phát 3 mạng ảo. Rồi tập trung đánh nè. Chưa chơi với các bạn như đó đủ rồi. Tập trung xử lý không một vết xước. Em coi nhỏ xíu em coi. Em coi lớn gì em coi. Thằng này cầm bát thì đợi giết chứ vô kêu nè, cầm bát đi. Đợi còn cầm bát á. Wow. Còn cái gì vậy? Well, well, well. Well, well, well. Xuân đã đến bên em, đến đông bên anh. À, anh em cầm bát vô cái góc. Góc không thể xấu hơn luôn ấy. Anh em mình vô cái góc. Giữ góc cho Segat với Agi nó trưởng cho dễ. Nice. 10 điểm. Cơ map 10 điểm. Khi TV sau thì mình lát lên Tumbo. Ghê thế nhỏ. Ghê thế nhỏ. Như trong sách giáo khoa. Ấy. Ok anh em nhấn like subscribe cho đỡ nha. Cảm ơn em nhiều.